Hello, xin chào các bạn. Hôm nay review sẽ cây mà mình mới nhập đội được các bạn. Cây này là cây tình lan nha các bạn. Đó, cái lá nè. Nói chung là tình lan lá thì nó không đẹp bằng lá Vĩnh Lợi, nhưng mà vẫn có cấu trúc nó tròn này các bạn thấy không? Nó tròn. Nó cũng nói chung là cây nào tép trắng nhiều thì nó lá cũng nhỏ xí nè các bạn, thấy con út mình không? Đó, cây mới nhập đội về các bạn. Thì gốc đây ngay này á. Nếu mà cũ này thì cũng khoảng 16, 17 gì đó, không? Đó, còn cái thân này khoảng 13, 13, 14 gì đó, không? Đó, hai thân, bay song song, các bạn thấy nè, đó, nó co lắc nè, nó lên đây ha, lên đây, cái nó co này, cái lên đây, cái nó co ngược lại cái góc độ này khoảng chừng 35 độ thôi, đây nè, đó, góc này cỡ 45 độ ạ, góc 45 độ nó lên đây, cái nó giật lên đây, đó cái vậy mình đó các bạn, mình mới cho vô cộng kẽm kẽm 4, kẽm 6 gì đó, kẽm 6, không phải kẽm 6, kẽm này kẽm 4 à, kẽm 5 gì đó, rồi nè cộng kẽm này nè, đó mình mới quấn ngược lên, nó quấn xoắn lên nha các bạn, đó mình phải tạo tác nó lại, đó cái này nè mới nhập đội vậy các bạn, cái này mua cũng giá rất là cao, đó mình xoắn lên nè các bạn thấy không? Nó sắn lên nha, chứ không phải mình tại mình quay phim mình nhìn nó có nhìn nó chịu thẳng thì thấy nó chỉ cong lên thôi, nhưng mà lên cái hình nó mình quay kỹ các bạn, đó nó cũng sắn lên, nói chung là nó cái độ cong đó nè các bạn, mình quay rỉ kỹ độ cong đây, cong 45 độ thôi, nó 45 độ đó, nó cong lên ha, nó góc cái này thì nó cũng lắc lượng nè các bạn, nó lắc nè, lực lượng là cái lóng này thì nó hơi trọ chút xíu mà không sao, cây núi rừng cây tàn tự nhiên mà đó, mình không có, nó cũng phải có một cái lỗi, phải cây con mình uống từ nhỏ lớn thì nó không có lỗi các bạn, nè góc cũng lắc lượng lên chút xíu lên đây, cong lên cái đọt khúc này không thể nào làm được, đó khúc này không thể nào tạo được, nó chỉ thiên tự nhiên thôi đó các bạn thấy đó nào. Mình bẻ lắc lượng lên cây này sẽ coi cho trái các bạn, mình nuôi đây tới Tết sẽ là trái đó. Thì nay mình quay sơ cái review sơ là cái cây mà mình đã nhập về, mới nhập về các bạn thấy chưa, nó lá nè các bạn, lá cũng rất đẹp, cấu trúc lá cũng rất đẹp, lá tròn các bạn, tròn có tròn nè, hơi dài dài, nói chung là mình, các bạn cứ an tâm khi mà về vườn mình chọn lựa hết cây tầm bậy, mình nói chung là trồng bậy cho cũng không lấy, nói thẳng luôn, cây tầm bậy cho cũng không trồng, trồng tốn cái chậu, chẳng thà mua cây này mắc nhưng mà mình chọn lựa, còn cây tầm bậy mình giờ mình đã liệu đóng ung hết rồi, mình cho mình cũng không trồng nữa các bạn, cây tầm bậy bán như nhau rồi, đất cho cũng không lấy luôn, lấy về trồng cả ba năm rồi, 2-3 năm rồi nó cảm giác nó hụt hẳn sao á các bạn, cái mua cây, các bạn mua cây bạn về, các bạn thấy nhiều bạn ở trong kênh YouTube bà già cũng quay trực tiếp cái vườn cho tôi coi, em nuôi này 3 năm rồi sao mà la trái rồi cho 2-3 bông mà nó rụng đậu chừng trái mà nó gì đâu, không lá gì dài nữa. Đó thì mình nói với các bạn á, cái đó là hụt hẳn của cái người chơi bonsai Hải Châu các bạn, tại vì người ta không biết, mình cũng trải rồi, mình đã qua rồi các bạn, mình không có trách anh em được, tại vì mình cũng đã bị rồi, cái đó là cái bài học người ta là học phí các bạn, bài học để mình khôn, nói chung ra đời thì nó phải có cái này cái kia đó, chẳng thà mua bốm gì ghép các bạn nè, chẳng thà mua cái bốm gì ghép, biết từ đầu nó không hối hận, biết từ đầu nó không làm cho người mình có một cảm giác hụt hẫng, biết từ đầu. Còn cái dạng mà khi 3 năm mới biết thì rất là hụt hẫng, không? Mình nói vậy các bạn hiểu rồi đó. Đó hôm nay á, theo yêu cầu các bạn là mình sẽ hái cây này, cây triển lãm này các bạn. Lần thứ 3. Trái cũng hơi lưa thưa thôi, không nhiều, nhưng mình hái giao lưu, tại vì cười bạn nói giờ tôi nói trái này nhỏ lắm nha các bạn. Bạn nói cứ hái cho tôi đi, tại vì cây anh tôi biết, tại vì trái nhiều, phải không? Tôi biết là trái nó nhỏ, ba hái đợt đầu rồi. Đợt thứ 3 nha các bạn, nó chín nè, nay từng lễ nó chín nè, bạn thấy không, chín cũng hơi, hái cũng không nhiều đâu, đó rồi mình sẽ hái những cái cây các bạn, đây,
cây này các bạn. Đây, cây này mình sẽ hái nữa. Mình hái giao lưu. Đó, cây của mình hiện nay vườn mình trái nè các bạn. Đó, trái. Đó, trái nè. Hồi nãy quay cái clip mình có đăng lên các bạn. Đó là ngày 7 rồi. Mình có đăng lên clip đơn giản để mình hái cây, nhưng hôm nay mình quay cũng quay tạm thời quay lại chút xíu các bạn. Đó, cây trái nè. Các bạn thấy không? Đó, trái nè. Đó, cây này cũng vậy các bạn. Đó, trái. Trái rất là nhiều. Trái, cây này cây đặc biệt. Trái đặc biệt luôn. Hiếm. Đó. Này ngay nè, mình trồng lại các bạn. Rồi cây này các bạn, cây này hôm qua mình có quay clip lên các bạn. Bữa nay nó nở rồi các bạn. Mình nãy mình bỏ trong mát, bây giờ đem hơi nắng ngoài. Lát rồi mình trưa cái mình đem vô, thấy không? Mình coi mức độ nó đậu trái làm sao. Đó. Cây này nó đậu liên tục các bạn. Nè, mình nói các bạn nè, cái cây nè, không cái tược non nó vẫn ra qua nè. Cây này nó lạ, rất là thơm. Là cái chỗ này nó không phải nó cần lá nó ra bông, nhưng mà cái tược non vẫn ra bông. Đó. Các bạn thấy không? Đây nè. Mỗi giống khác nhau nha các bạn, chứ không phải cây hải châu nào nó cũng phải có một cái logic và cái quy trình nó giống nhau, không có đâu. Nhiều khi cái tược non, những cây ra tược non nó không có bông. Những cây ra tược non nó có bông, đây nè, cây tược non có bông nè. Mình vừa mình qua mình để ý mình được hai gốc các bạn. Đó. Đó, thấy không? Tược non vẫn có bông. Đó, trái các bạn. Ở vườn mình là bây giờ lúc này là trái, chứ nói thật bây giờ là vườn ở chỗ khác các bạn cũng có trái nhưng mà nó ít lắm các bạn. Đây. Cái cây này mình bỏ vô sương gió nè các bạn, nè, nó ra trái nè các bạn thấy không? Mình không có ấy nha. Cái vườn này cái cây này mình không có che nắng che mưa nha. Mình bỏ thiên tự nhiên luôn nhưng vẫn đậu trái nè các bạn thấy không? Nó bông nè. Trái đậu nè. Đó, trái đậu nè, mình chỉ ngón tay vô các bạn coi nè. Đậu rất là nhiều, quay kỹ các bạn coi đó. Nó không có chùm, nhưng mà lý do không chùm. Cái cây này mình mua được rồi, mình thấy trái mình mới mua. Cái lá này, đó, người ta nói lá rí, lá gì, nhưng mà cái lá này mình không chịu. Cũng bầu ấy, nhưng mà nó hơi dài, nó nhỏ xí. Nhìn nó không đẹp. Để mình hái một cái lá bình thường cho các bạn, rồi mình quay lại ấy cho các bạn coi. Như cây này, đây, mình hái cây này đi. Không, mình hái lá này đi nè, mình hái lá này là mình so sánh với cây này, so sánh nữa các bạn ha. Đó nè, so sánh nó nè, đó bạn thấy không, nó làm như hạt gạo nè, thấy không, làm như hạt gạo. Mình nhìn cái lá chân nó cũng bự nữa các bạn, nhưng mà nó đa số là những cái lá nó nhỏ các bạn. Đó. Nè, rí này đó mình mua ngay ấy thì nói là cây lá rí, nhưng mà cái cấu trúc lá trên đầu lá nó vẫn có trái tim đẹp như các bạn. Nó trên đầu lá nó vẫn tròn chứ nó không phải như cây kim. Nó cây kim là mình nhổ liền cho vô đóng gông luôn, cái dòng cây kim xài không được nè, nó vẫn có cái ấy nè các bạn. Đó, vẫn có cái tim gì đây, quay cho các bạn coi. Bây giờ đó này, trái quá trời trái luôn. Cây này trái nó bự lắm nha các bạn, trái nó bằng ngón út đó, không phải gì ấy đâu nè các bạn thấy không, nó chưa có chín mà nó còn lớn nữa, mà nó bị lớn cái nè. Quay cho các bạn coi, cây này mình thích là thích vậy. Mình có khi mình thấy cái trái mình kêu ngay chỗ Bình Định ship về liền cho mình. Nó rồi về nó hồi đó nó cũng như cây cơ các bạn, nó thẳng ra vậy nè. Rồi về mình uống một cái búa mà cây này có liếp lên nữa các bạn. Bạn coi mấy cái clip trước bằng cái búa đó, đó là uống cong lại nè. Đó. Ở uống hên xui thôi. Nó sống chết thôi. Hên xui. Rồi. Đó. Rồi cái cây mấy cây đây, đây. Cái cây mà mình nói các bạn. Không? Mình đây vẫn có cây lá dài, mà lá này lá là lá gì không biết đó. Mình mua nó thì nói chung là có cây này cây kia, nhưng mà mấy cái giống này không được thì nhổ cho vô đúng không luôn. Nếu mà tại vì mình thử cây thôi, thử cây coi, tại vì cây này lúc mình mua về trái rất là nhiều, trái đẹp. Đó, đây cây nè các bạn, nói mình nói là cái cây này là cái ngọn non nó rẳng ra nè. Đó, đây là một cái đọt non của một cái chồi.
nó ra, các bạn thấy ra cái đọt nó ra trái luôn, nó bởi vì nó đâu có lá nào trên đọt đâu, thấy không? Đó, hiện nay cho trái rất là nhiều nè, đó, trái rồi bông rồi, nói chung là cái vườn nhà mình các bạn. Nhưng mà cái cây này cái lá nó vẫn có trái tim các bạn, lá nó vẫn đẹp nè, nó nhưng mà nó dài hơn cái lá này. Nhưng mà cây này tại Vĩnh Lợi, bứng tại Vĩnh Lợi, Vĩnh Lợi cũng có lá này lá kia chứ không phải lá tròn không nha các bạn. Nhưng mà lá bầu, nó bầu bầu vẫn có trái tim nè các bạn, thấy không? Đó, bầu bầu. Nhưng mà mình thì mình thích cái trái nó các bạn nè, trái nó nè, quá trời trái luôn nè, các bạn thấy không? Đó, trái nè, đó, trái rất là nhiều. Mình vừa mở ra cái mấy con kim nó kêu chẹt 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 đừng, thấy các bạn thấy không? Mới mở ra nè, đó, trái rất là nhiều. Đó, cây này cũng vậy các bạn, cây này anh em ta kêu trồng lợi hơi mót mấy cái trái này lợi cho anh em. Nó đây nè, các bạn thấy không? Lá nè, đấy, lá nhỏ nó bằng cái cây hồi nãy mình thấy nè, nó giống giống nó lội các bạn, nó với cây đó là giống đó nè, các bạn thấy không? Cái lá y chang luôn, thấy không? Đó, cây mà nãy mình vừa hái lá các bạn, nó giống đó, trái liên tục, trái lúc nào cũng có trái. Đó, thì bây giờ mình review sáng, review sơ lại cho các bạn coi những cái cây mà Hải Châu mình chuẩn bị mình hái mình giao lưu các bạn. Nhưng mà hái hết cái này tôi nói giỏi chừng không biết được nhiêu nữa, mình không có nói đoán được. Đó, những cây Hải Châu bây giờ của mình đó, thì nay gốc to, gốc này gốc ghép nha các bạn, cây này Hải Châu lá nhỏ nha, lá nhỏ nè, lá nhỏ xíu à, ngoài Bình Định á, rồi la cà nó bứng ở núi Mỹ Thành, rồi để nhà rồi mình nói thôi giờ thôi bán cho mình giá bình dân đi, rồi về mình ghép chơi, cây này mình ghép chơi thôi mà. Đó, nhưng mà nó mốt nó ra đủ tàn nữa, các bạn thấy cây này rất là đẹp. Đó, gốc này gốc rất là to, thấy không? Đó, coi như giờ cái cây này cái gen nó xấu đi, như phụ nữ mà nhiều người cũng có đẹp người xấu, gen xấu thì mình đi thẩm mỹ như mình ghép này ghép kia, như mà chấm mũi cắt môi cắt gì đó, không cũng như vậy thôi, cuộc sống mà nó cũng phải có cái này cái kia nó mới hài hòa các bạn, thấy không? Đó, cây tuy rằng cái dáng nó đẹp, nhiều người ta dáng cao 1m8 1m7 nhưng mà giờ là như gen cha mẹ ta sinh ra nhiều khi nó không được, lỗ mũi không cao, rồi nhưng sau đó mình không nói chung chung vậy thôi, rồi người ta cắt ta sửa lại như cái cây này cũng vậy, cái dáng rất là đẹp nhưng mà do cái dòng ở núi đó thì cái chỗ anh ngoài Bình Định đó, anh nói giờ thôi tôi bán cây này anh về bán cây này chú về chú ghép đi, cái thân đẹp bóng đẹp đó thì mình mua về mình ghép. Nói chung là cái gì cũng vậy, nó không tự nhiên thì mình phải tái tạo đó, không gốc này. Gốc này cây Hải Châu lá nhỏ nha, nhiều người ta bán các bạn, ta vô bán Hải Châu lá nhỏ ta đâu nói ở vùng nào, ta bán rất là đắt. Cây này lá rất là rí nhỏ xí luôn nè, mình hái cái mầm ra mới ra cho các bạn thấy nè so với cái lá nó đi đó, thấy chưa? Nếu mà cây đọt cái mầm á các bạn, cái mầm mà nó lên đó là lá nó rất là to, nhưng mà bản thân cây này rá rí. Giờ tôi ghép xong ha, tôi nói các bạn nè, tôi ghép xong tôi cắt hết những cái dấu ghép đi, thấy không? Rồi tôi bán, tôi nói cái cây này cây rin, các bạn mua biết, tại các bạn khi nó lên lá mầm chút xíu các bạn đâu có nhìn đâu ra đâu, lá tròn nè bạn nhìn đâu ra đâu, thì bác cũng bạn các bạn cũng nói rồi, cây này cây lá Hải Châu lá nhỏ thôi, chứ như cái cây này, cái cây này tôi ghép đi, thấy không? Mà tôi bán bạn mà tôi nói cây này cây Hải Châu lá nhỏ, các bạn mốt ra cái nè ra lá to vậy các bạn chửi liền nè, ra nè, mình phải nói thật cho người ta chứ, mình nói cây Hải Châu nhưng mà mình phải nói à, cây này mình ghép thì nói ghép đi, thấy không? Để sau này nó phát hiện người ta nói mình lừa mất công đó, thì mình cứ nói thật bây giờ thật trước, rồi anh em nào đồng ý nè, lá nè bạn thấy không, cây này cây bướm nha, không phải cây Hải Châu nha, kêu nhiều chỗ nhiều người cây Hải Châu lá lớn á, cái này cây mình kêu cây bướm, mình thì cây bướm đó, bướm gai á, thì ghép vô nó rất là nó cùng họ luôn,
nó cùng nhiều người kêu hái châu đó lớn các bạn. Do đó giờ á, mình khi mình giao lưu các bạn mình cũng nói trước đó. Thí dụ mình có nói đơn giản thôi, cái này mình nói mình gạt ta được à. Ra rất là nhỏ gạt được, nhưng mà ai làm chuyện đó, đúng không? Mình nó cây rá rất là nhỏ, nhìn khi nó lên lá riêng các bạn chưa chắc thì các bạn biết là cây này tôi ghép nữa. Nếu mà tôi không nói, nếu mà tôi khi mà ghép 2-3 năm tôi gỡ mấy cái miếng trắng trắng ra hết rồi tôi nói cây này cây á, nhiều khi trong clip người ta nói bán cây này gốc to gốc này, nếu mà đo cái củ đế này nó khoảng 50 các bạn, củ đế nè 50 ngoài á, cái thằng đây nó khoảng 25-26 đó. Nhiều người ta bán người ta nói cây hải châu lá nhỏ, đâu nói cây hải châu lá nhỏ, dòng lá ở đâu, miền nào, vùng nào. Vô các bạn vô thấy gốc bự nè, thân già dẳng ha, lắc lượng ha, các bạn dính liền. Nếu người ta bán người ta nói hải châu lá nhỏ rồi đó, đâu nói ta được. Tôi nói anh là coi tôi bán cây hải châu lá nhỏ chứ đâu nói cây này cây rừng cây núi gì đâu, cái biển gì đâu. Thì anh cứ thích đi anh mua thôi. Còn cái anh mà cái người bán cho tôi á, là khi bán ta nói thỏ rõ luôn, bán cho chú về chú ghép rồi mình hiểu liền là cây ở vùng nào rồi. Như cây này cũng vậy nè, bán về chú về chú ghép luôn đó, thấy không? Cái này thì cái chuyện bình thường, mình mua bán nhau nó có tồn tại các bạn, lâu dài mang tính bây giờ là thật thà nhau, nó không mang tính bây giờ là gian dối nhau. Rồi khi tôi nói tôi bán cho các bạn ha, giờ bạn không biết đi, năm sau hoặc nửa năm bắt bạn lên cái mầm các bạn biết liền. Rồi nó điện ông lừa tôi này kia nọ thì đâm ra chỗ mít lòng, nói tới nói lui ha. Đó, do đó giờ các bạn cứ an tâm khi mà giao lưu đây. Cái trái tôi nói nha các bạn, cái trái đây tôi nói không phải cái trái là nó ra lá tròn, mà ra lá tròn các bạn nhiều khi nó cũng lai là lá hơi dài dài, nhưng mà cái chữ của dòng của cái vườn mình á, tự nó thụ phấn qua lại thì cái gen tốt các bạn. Cái gen này nó gen nó trái nhiều trái sai. Thì cái giờ các bạn cứ coi cái vườn mình hiện nay trái nè đó, trái nè, qua cho các bạn coi trái quá trời luôn, chứ không phải mà nghịch mùa nha, ra bông nè đó, hết bông này tới nở qua mang trái chín, trái mới ra đây thấy không? Rồi trái lớn trái nhỏ trái chín, rồi giờ 2-3 lớp nó xen kẽ nhau đó. Thì giờ các bạn cứ tự suy nghĩ rồi tự đặt vấn đề mà giao lưu hay không giao lưu đó mình không nói nha các bạn đó. Thì vấn đề này giờ mình cũng quay thực tế cho các bạn xem cái vườn nhà mình hiện nay nó cho trái vậy đó nè, cho bông nè các bạn nè, trái nè bông nè, nó rất là nhiều bông này nè đó, các bạn thấy không? Trái nè, lớp chín lớp mới ra nữa nè, lớp bông nè đó, mình quay cho các bạn xem. Này nè, cũng có trái nè. Trái này trái không. Rồi mình quay là cái cây Vĩnh Lợi, cây Vĩnh Lợi mà mình đến giai đoạn này mình không dám sửa luôn các bạn, mình sợ các bạn. Đây. Nó vừa sống cái nó cho bông cho trái luôn. Các bạn thấy không? Đó. Vừa sống nó cho bông cho trái luôn nè. Mà mình sợ nó lúc lắc các bạn, mình mới ương mình chưa ra rễ nhiều á, mình chịu vậy nè để cho gió đừng có đông đưa, đừng có động bộ rễ, mà nó khi mà nó sống cái nó cho trái nè. Đó, cái này cây tầng riêng nha các bạn đó. Cây này 30 giây là mình cho nó lắc theo ý mình luôn, gốc nó có lớn bằng tay út à, mình làm được, nhưng mà mình chưa dám làm tại vì á, sợ nó chết các bạn. Nó vừa mang trái mà vừa mới trồng, nó vừa sống mà nó cho qua cho bông vậy, rồi bây giờ mình làm nó động cái gốc. Do đó mình làm mình cũng kinh nghiệm các bạn, mình bị rồi, mình thông báo cho các bạn xem những cái cây mà mới về các bạn, cây hải châu mà tầng riêng mới về đó, các bạn cho nó ra cho nó vượt 2-3 lần đọt đi, không cái này cái lá này là lá của núi rừng nè, mà nó chưa vượt đọt nè, do đó mình không dám rớ vô cái bộ rễ này, cái thân này nó sẽ hư đó. Nhưng mấy cây này mình làm được nè các bạn nha, mấy cây này thì mình làm luôn tại vì mình nuôi nó vượt đọt lần thứ hai rồi đó. Nó vượt đọt, cây này cây cũng la cà bán nó với Vĩnh Lợi thì mình cũng để sau này coi sao đó. Cây Vĩnh Lợi mình nhìn biết liền các bạn,
đó. Đó, thấy không? Rồi clip đây cũng dài các bạn. Nó mơ đây. Đây eo gió nè. Lá nè các bạn thấy không? Nó khác xà lắc cái Vĩnh Lợi luôn. Tôi nói thật các bạn, các bạn chơi nhiều các bạn thấy mỗi vùng mỗi lá khác nhau nha các bạn nè. Nó gì thưa gì nè. Sao đâu? Mình không hiểu thôi mà cái nói chung là trái đẹp các bạn. Trái đẹp là được rồi. Đẹp là được ha. Người ta nói thường thường nó đẹp là được rồi. Đừng chê. Cái mặt ta đẹp rồi nhưng khi cái dáng người ta cũng hơi lùn chút. Không sao. Đó. Rồi bị nấm nữa các bạn. Mình chán như cái nấm này lắm mà sao mình xịt hoài nó không hết các bạn. Cái này bị hoài luôn. Đó. Nè, cây đinh ba trái được rồi, trái mấy clip trước các bạn coi cái trái cục luôn. Nè, bộ đế nè. Bạn thấy không? Bộ đế nè, đế nó một dày đế luôn. Đó, cái đế nó mình đo ngón tay đây nè. Đó, bộ đế trải đều rồi nè. Bạn thấy không? Đó, nè, cục đế nè. Này đế nè. Đó, do đó bây giờ là mình đây, cái cây này hiện nay nó đang nở bông nè các bạn. Một cây bự quá mình rinh vô không nổi các bạn. To quá rồi, mưa hôm qua nè. Cái dập nè, đó, bông nó nở nè. Đây nè. Đó, cây này thì đợt rồi nó bệnh các bạn. Nó mới tỉnh lại năm nay mấy tháng này à. Nè, bông nè. Nói chung là nó cho bông vậy là hên nè. Mình tưởng nó đợt rồi mình tưởng nó chết không ấy, nhưng nó sống lại cũng đạt rồi. Đó. Xem nên nay mình sẽ sửa với cây này. Dọn với cây này. Đó, còn cây này mình uống cạo xuống nè các bạn. Đó, này sống rồi nè. Mừng quá trời luôn, sợ nó chết. Rồi, mình kết thúc clip đây nha các bạn. Đó. Thơm quá đây. Rồi nó nở nè các bạn. Không. Mà đêm hôm nó mưa nữa. Chiều qua 4 giờ hôm qua nó mưa. Các bạn nè, hôm qua là khoảng 4 giờ 5 giờ chiều các bạn nó mưa. Tối nó không mưa thì các bạn sáng nó nở, các bạn thấy cái bông nó tươi không? Bông nó không bị nước dính rồi nó không bị dùi dập ha. Đó, nè. Đó, và thấy không, bông nở rất là đẹp. Rồi mình kết thúc clip nha các bạn. Ôi, mình quay muốn quay hoài luôn trái nè các bạn. Đó, trái nè, trái nè, đó, trái nè, đó, trái rất là nhiều mà nhưng vẫn nở bông, nở qua đây, vừa ra bông vừa ra trái đây. Đó, rồi mình kết thúc clip tại đây nha các bạn. Clip 22 phút.